Răng sứ Sramko 3, răng số 4 hàm dưới. Sau khi đã hoàn thành, đây là loại răng sứ mà phổ biến hiện nay. Trường hợp của cô này vì đã chữa tủy cái răng này nên phải làm răng sứ để bọc lại, để mà giữ cái răng này được sử dụng lâu hơn, dùng được lâu hơn. Nói chung chúng ta phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, chúng ta nên ăn uống lành mạnh, giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ nghỉ lành mạnh, thuận với tự nhiên, giữ gìn sức khỏe của chúng ta. Chứ để đến khi đã mất răng hoặc là mất sức khỏe thì chúng ta đi chữa thì cũng tốn kém mà cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, không như không không thể nào như sức khỏe của chúng ta lúc đầu được. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống này.